Thái mình đây xin chào tất cả các bạn và mọi người nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem chiếc Uber Hitachi đang đang đất làm cái nền gì mà rộng quá này các bạn. Vừa tán cho đất nó bể nhỏ ra là vừa ban cho nó bằng luôn nữa các bạn. Mọi người cùng xem coi anh ta ban đất như thế nào nha. Đó, mình theo mình nhìn thấy thì anh ta rất là khéo nha, rất là kỹ, làm rất kỹ, rất bằng. Các bạn thấy không, thả ra rồi lắp, thả lắp rồi bán, rồi lấy mặt bằng cho người ta làm cái nền gì đó, mình cũng không có gần gì. Nhưng mình thấy nền này rộng lắm, các bạn xem. Nền này diện tích khoảng 2000 mét vuông đó các bạn. Thank you.
3 các bạn. Nói chung là Thái cũng không dành gì xe cút cho mấy. Có gì Thái có nói sai điều gì thì các bạn xem thông cảm nha. Kỹ lắm các bạn, theo tầm mắt mình quan sát thì mấy cái chỗ mà ảnh ban xong rồi đó, đều với nhau rồi rất bằng các bạn, nói các bạn nhìn xem nè, rất là bằng. Nói chung là anh này anh làm rất kỹ.